Ngày 2 tháng 4, Công an tỉnh Bình Dương thông tin, thời gian qua các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh này đã nhận được nhiều thông tin phản ánh của cán bộ, người dân trong và ngoài địa bàn về việc nhiều số điện thoại gọi đến tự xưng là lãnh đạo tỉnh Bình Dương. Các số điện thoại này gọi cho cán bộ, người dân với nhiều kịch bản và thủ đoạn nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, phổ biến nhất là gọi điện thoại hỏi mượn tiền và tổ chức chương trình từ thiện, đề nghị hỗ trợ hoặc huy động kinh phí từ người dân và các cơ quan chính quyền của các tỉnh, thành khác. Đáng chú ý, vào ngày 27 tháng 3, một đối tượng đã sử dụng số thuê bao di động 0522 504480 gọi điện thoại cho một lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng. Đối tượng tự xưng là lãnh đạo tỉnh Bình Dương, thông báo rằng tỉnh ủy Bình Dương đang tổ chức một chương trình từ thiện phát phần quà cho đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tại một huyện của tỉnh Lâm Đồng. Đối tượng đã nhờ địa phương hỗ trợ kinh phí thuê xe chở các phần quà từ tỉnh Bình Dương đến địa bàn nói trên với số tiền 8,5 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, liên lạc lập tức bị cắt. Cũng với thủ đoạn trên, các đối tượng đã sử dụng số thuê bao điện thoại di động 0564 805775 giả danh lãnh đạo tỉnh Bình Dương để nhắn tin yêu cầu một số cán bộ lãnh đạo trong tỉnh chuyển tiền. Theo Công an tỉnh Bình Dương, hiện nay những tội phạm trên đang liên tục điện thoại cho lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước và các sở ngành để tiếp tục lừa đảo. Để phòng ngừa, Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo rằng Bình Dương không có tổ chức chương trình từ thiện phát phần quà cho đồng bào dân tộc hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh. Khi nhận được cuộc gọi của các đối tượng tự xưng là lãnh đạo tỉnh Bình Dương, đề nghị xác minh lại thông tin, không thực hiện việc chuyển tiền. Thông báo nêu khi có sự việc như trên, đề nghị thông báo cung cấp thông tin ngay cho Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương để trao đổi phối hợp xử lý vụ việc.